Mẫu tai nghe đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là mẫu Monster Mission True Wireless V1. Đây là một mẫu tai nghe có tích hợp đầy đủ tất cả những cái tính năng, vừa cả chống ồn, vừa cả hỗ trợ cho cái việc đàm thoại, và quan trọng hơn hết đó chính là chất lượng âm thanh. Thì ở đây chúng ta có thể vừa nghe nhạc được với một chất lượng âm thanh chuẩn chỉnh của thương hiệu Monster, và ngoài ra nữa thì đây còn là một chiếc tai nghe dành riêng cho game thủ. Đây chính là chiếc tai nghe của chúng ta. Và khi mà mình mở chiếc tai nghe lên thì mọi người sẽ thấy là nó có cái phần đèn LED xung quanh hộp. Điều mình đánh giá rất là cao ở những chiếc tai nghe của thương hiệu Monster đó chính là về phần thiết kế, thì họ làm nó khác biệt đi hoàn toàn. Tức là ở đây chúng ta sẽ có một cái phần case tai nghe có cái hộp dáng hình hộp vuông như thế này, nhưng mà với cái cách mở và với cái cách để chiếc tai nghe và với cả cái cụm đèn LED như thế này thì thực sự phải nói là nó khác biệt hoàn toàn so với lại những mẫu tai nghe khác trên thị trường. Và ở đây khi mà mình lấy chiếc tai nghe ra thì mọi người sẽ thấy là chúng ta có một chiếc tai nghe nó rất là to. Đấy, một cái kích thước rất là to, nhưng mà về cái mức độ đeo và cái mức độ thoải mái thì mình thật sự phải nói là nó quá tuyệt vời. Thứ nhất này, cái ưu điểm đầu tiên á là khi mình đeo vào mình cảm thấy nó rất là nhẹ. Và quan trọng hơn hết nữa là về cái hình dáng thiết kế này, mặc dù to thôi nhưng mà đeo vào thì về cái tính công thái học của nó rất là tốt. Mình đeo vào mình không cần phải tùy chỉnh quá nhiều ở trên tai. Và cái điều mà mình cảm nhận được thứ hai đó chính là khi mình đeo chiếc tai nghe này vào thì mình cảm thấy là nó có hơi chống ồn nhẹ một tí xíu. Tức là ở đây cái phần housing của chiếc tai nghe này làm khá là kín, và thêm vào đó là cả phần earpiece này, họ tính toán, họ cân nó rất là chuẩn. Ngoài cái phiên bản màu đen này ra thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái phiên bản là màu hồng nữa mọi người. Đây, màu hồng cũng rất là đẹp mắt luôn. Và mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào mà là nữ mà chơi game thì đây cũng là một chiếc tai nghe khá là cá tính luôn á. Và ở đây thì chúng ta sẽ sạc lại cho cái phần tai nghe này bằng một cái cổng sạc USB-C, và có chống nước IPX5 này, có cả chống ồn chủ động, và quan trọng nữa là cái thời lượng pin. Về thời lượng sử dụng thì chiếc tai nghe Monster Mission V1 True Wireless này sẽ cho chúng ta được 5 giờ sử dụng liên tục khi mà chúng ta nghe nhạc và cả khi mà chúng ta gọi điện là đàm thoại. Và ở đây nữa thì với một cái mức độ trễ chỉ khoảng 45ms thì mọi người thấy đây là một chiếc tai nghe dành cho cái việc chơi game, nó rất là hoàn hảo. Và nó thực sự khi mà chơi những cái loại thể loại game mà hành động, hoặc là chơi những cái thể loại game MOBA thực chiến, thì mọi người thấy là đây là một trong những mẫu tai nghe để giúp chúng ta đạt được cái tỷ lệ thắng rất là quan trọng luôn đó mọi người. Theo như mình đánh giá nha, là có một cái thiết kế rất là nổi bật. Bên cạnh đó thì về cái việc mà giảm được cái độ trễ, nó cũng giúp cho mình tăng được cái trải nghiệm khi mà mình chơi game lên rất là nhiều. Thật sự game thủ hãy nên cân nhắc. Và đi đến nhân vật thứ hai của chúng ta ở đây thì sẽ là một mẫu tai nghe Monster Clarity 102 Airlink. Đây là chiếc tai nghe của chúng ta. Rất là bóng bẩy, rất là đẹp. Trước hết thì mình nói về cái case này trước. Thì đây là một cái case mà theo như mình thấy là một cái cách đóng mở nó rất là... mình lần đầu mình thấy luôn. Tức là từ trước tới giờ những cái phần case khác thì sẽ đóng mở theo kiểu nắp bỏ sò, đóng lên, bật ra, bật xuống, đúng không? Nhưng mà case này thì chúng ta sẽ trượt qua như thế này. Đấy. Và chúng ta sẽ để chiếc tai nghe của mình vào. Đó. Rất là đẹp. Thật sự rất là đẹp. Và chúng ta sẽ trượt lại như thế này. Và ở cái phần nắp trượt này thì theo mình thấy là cái phần bản lề ở phía bên trong này nó khá là dày mọi người. Nên là mọi người sẽ không cần phải lo lắng nhiều vấn đề mình chúng ta bị trượt gãy hay là cái gì hết. Rất là chắc chắn nha. Và nhìn về cái phần ngoại hình chung thì mình thấy một cái ngoại hình nó cũng gần tương tự giống như là chiếc AirPods Pro. Đấy, và chúng ta vẫn sẽ có một cái phần chân, một cái phần housing như thế này. Và đặc biệt nữa đó chính là cái việc khi mà mọi người đeo vào nó rất là thoải mái. Về cái phần trọng lượng của 102 Airlink thì chắc chắn rồi, nó sẽ nặng hơn một tí so với lại Mission V1. Nhưng mà về cái cảm giác đeo thì mình thực sự mình phải nói là không biết là Monster họ làm cái kiểu gì ấy, kiểu tất cả những cái tai nghe này khi mà đeo vào là nó vừa ngay ấy. Và ở đây thì đối với mẫu Monster Clarity 102 Airlink này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cổng sạc USB-C ở đây, có hỗ trợ chống nước IPX5, và hơn hết nữa là một tính chất âm thanh chuẩn Monster Pure Sound của thương hiệu Monster. Đối với mẫu Monster 102 Airlink này thì được chế tạo bởi Noel Lee và đội ngũ Monster tại Mỹ.
Thì với một cái bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số độc đáo thì nó đã giúp tăng cường thêm cái dải trầm một cách sâu hơn và tăng cái độ rõ của phần dải âm trung và âm cao cho mẫu tai nghe này. Về tính năng đàm thoại thì mẫu Monster Clarity 102 Elite này còn có được tích hợp thêm micro cape để giúp mang lại một cái chất lượng đàm thoại rõ ràng, mạch lạc. Và hơn thế nữa thì khi mà chúng ta đàm thoại, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được cái chất lượng âm thanh chuẩn stereo. Thì đây là một cái điều đặc biệt ở cái mẫu Monster Clarity 102 Elite này so với lại những cái phiên bản trước hay là so với những cái thương hiệu khác trên thị trường. Đó chính là một cái mẫu tai nghe có cung cấp âm thanh nổi Hi-Fi ở cả âm nhạc và cả cuộc gọi thoại. Về những tính năng khác thì tai nghe được trang bị tính năng chống nước IPX5 và cuối cùng đó chính là một cái thời lượng pin rất là đáng nể, với thời lượng sử dụng liên tục lên đến là 6 tiếng và phần sạc lại từ trong chiếc case đó chính là 30 tiếng đồng hồ để có thể giúp cho chúng ta trải nghiệm được âm nhạc cũng như là có thể đàm thoại được cả một ngày mà không cần phải lo cái chuyện hết pin. Khuyến khích dành cho anh chị em nào văn phòng nhé, rất là đẹp, sang, xịn và mịn. Chúng ta cùng đi đến nhân vật thứ ba, đó chính là một mẫu tai nghe cũng có tích hợp chống ồn chủ động, nhưng lần này sẽ là một mẫu tai nghe cao cấp hơn một tí. Nhân vật mình đang nói đến đó chính là Monster Clarity 8.0 ANC, một mẫu tai nghe được đầu tư rất là tốt về mặt chống ồn chủ động của thương hiệu Monster. Thì đây là một mẫu tai nghe mà theo mình đánh giá thì chắc có lẽ là rất là ít điểm để chê. Và đây là ngoại hình của Monster Clarity 8.0 ANC. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mẫu tai nghe với một cái phần case nó rất là phổ thông và cũng bật mở theo cái kiểu vỏ sò như thế này. Nhưng mà thứ nhất về đánh giá của mình, đây là một cái case rất là gọn và có một cái phần sơn phủ nhám ở đây, mình rất là thích cái phần này. Sờ vào miệng tay này, không bám phần tay này, sạch, đẹp, 10 điểm. Và khi mà mình mở ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái chiếc tai nghe. Đây là Monster 8.0 Clarity ANC của chúng ta, rất là nhỏ gọn. Mặc dù vẫn có chân nha mọi người, nhưng mà khi mà đeo vào ấy như thế này. Đấy. Và bằng một cách thần kỳ nào đó thực sự mọi người, bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi người sẽ thấy rằng là khi mà đeo tất cả những chiếc tai nghe này vào, nó rất là khít, rất là êm luôn. Mình không hiểu lý do vì sao, không biết tại sao Monster họ lại làm hay đó người. Và đây là cái cảm giác khi mà mình đeo vào, thoải mái nhá, kín tai này và nhẹ. Đó là những điều mà mình rất là cần ở một cái chiếc tai nghe hiện đại như bây giờ. Tại vì sử dụng hàng ngày mà mọi người không thể nào mà mình đeo một chiếc tai nghe rất là nặng trên tai của mình mà mình sử dụng được mấy tiếng đồng hồ, rất là mỏi. Nên là cứ cái gì nhẹ là mình sẽ thích. Ngoài cái việc là được đầu tư về thiết kế này nè, thì ở cái phần chống ồn chủ động là một trong những cái tính năng đặc trưng nhất của Monster Clarity 8.0 ANC. Về tính năng chống ồn chủ động thì Monster Clarity 8.0 ANC có mức độ chống ồn lên đến là 42 dB. Và cùng với đó kết hợp với driver dynamic cao cấp màn titanium 10mm, thì mẫu tai nghe Monster Clarity 8.0 ANC giúp chúng ta trải nghiệm được một âm thanh trong sạch, tự nhiên và giàu nhạc tính, với những cái dải cao có độ chi tiết này, trung âm dày và với một cái dải trầm mạnh mẽ. Và hơn hết nữa là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn cái âm nhạc của mình trong cái môi trường được chống ồn rất là triệt để. 42 dB là mọi người rất là tốt luôn. Và thêm một điều nữa đó chính là mẫu tai nghe này cũng được sở hữu cái công nghệ âm thanh Pure Monster Sound độc quyền của thương hiệu Monster trong suốt 40 năm qua. Và công nghệ chống ồn chủ động này nó không chỉ giúp ích cho chúng ta trong cái việc gọi là nghe nhạc không, mà ở trong việc gọi là đàm thoại nó cũng giúp ích rất là nhiều, không có bị tạp âm. Bởi vì ở bên trong của mẫu tai nghe này được tích hợp lên đến là 6 micro đó, và giúp xử lý tiếng ồn lên đến là 90% dù ở bất kỳ môi trường nào. Và cuối cùng đó chính là về cái thời lượng pin của Monster Clarity 8.0 ANC. Thì đây thực sự phải nói là quá sức ấn tượng luôn á mọi người. Mình chưa đề cập giá nha. Nhưng với Monster Clarity 102 Airlink, chúng ta có một thời lượng sử dụng liên tục lên đến là 6 tiếng, sạc lại là 30 tiếng. Thì với Monster Clarity 8.0 ANC, chúng ta sẽ có một thời lượng sử dụng liên tục lên đến là 10 tiếng. Và khả năng sạc lại của chiếc case này là 50 tiếng là mọi người có thể tưởng tượng gần 3 ngày sử dụng không cần sạc,
có sạc nhanh luôn, có sạc nhanh USB-C và có sạc không dây luôn mọi người, vô cùng tiện lợi luôn đó. Muốn biết giá như thế nào lát hồi mọi người có thể truy cập vào cái thông tin sản phẩm mình để trong một mô tả video ở dưới. Thật sự quá khủng. Và nhân vật cuối cùng ở trong cái phần series giới thiệu về những sản phẩm tai nghe đến từ thương hiệu Monster ngày hôm nay thì đây là một cái sản phẩm khá là đặc biệt. Bởi vì trông nó giống như là một chiếc tai nghe đeo cổ mà mọi người thường thấy, nhưng mà không phải. Đây là một chiếc loa. Một chiếc loa nha mọi người, một chiếc loa. Nó là Bluetooth speaker, nó không phải là tai nghe. Vậy vậy mình phải nói rồi, hàng hot luôn luôn để cuối cùng mọi người. Đây, đây chính là chiếc tai nghe của chúng ta. Và một cái điều đặc biệt nữa này, mọi người có thể gấp bẻ nó một cách rất là thoải mái, tức là nó không có kiểu nó bị cứng thành một cái khuôn. Và ở đây chúng ta có thể dễ dàng bẻ, dễ dàng mang nó đi ở bất kỳ đâu, gấp nó lại, bỏ vào vali, bỏ vào ba lô, rất là tiện. Một cái điểm đánh giá rất là cao về thiết kế. Và khi mà mình đeo vào ở đây thì mọi người sẽ thấy rằng là nó là một chiếc tai nghe Bluetooth speaker, tức là âm thanh của nó sẽ đi đến từ đây và nó phát lên đến tai của mình như thế này. Và cái điểm đặc biệt nhất ở đây mà mình nhận thấy được của Monster Boomerang Petit đó chính là nó cho mình một cái trải nghiệm âm thanh vòm 3D rất là chân thực. Thực sự phải nói luôn, so với lại những mẫu mà Bluetooth speaker khác á, ví dụ như một chiếc loa đặt ở đằng trước mặt mình thì nó vẫn chỉ là một cái âm thanh, nó chưa có cái tính stereo nó rõ ràng. Nhưng mà mình đeo vào trên cổ và âm thanh nó phát lên như thế này thì mình thực sự phải nói là mình cảm nhận được cái âm hình sân khấu nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Âm thanh stereo mà cái chiếc loa này tái tạo được thì nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc là trang bị những cái driver ở nằm hai bên đây. Và quan trọng hơn hết nữa là nhìn nó có vẻ mỏng như vậy thôi, nhưng mà tiếng bass nghe rất là ấm, rất là đã nha mọi người. Mình không nghĩ rằng là nó có thể tái tạo cho mình được một cái âm thanh mà có sân khấu, có cái tính chất stereo mà nó khá là rõ ràng đến như vậy. Và với một cái thời lượng sử dụng lên đến là 12 tiếng liên tục ở 50% âm lượng và 6 tiếng liên tục ở âm lượng cao, thì mình nghĩ rằng là nó thực sự khá là thoải mái cho mọi người trong một cái chuyến du lịch ngắn. Đấy, hoặc là chúng ta có thể nghe xong rồi chúng ta đem về chúng ta sạc nhanh lại bằng cổng USB-C. Đây thì cái phần cổng sạc nó sẽ nằm ở phía bên dưới của chiếc tai nghe như thế này, có sạc nhanh Bluetooth 5.0. Thực sự thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để mình trải nghiệm đầy đủ hết tất cả những cái sản phẩm ở đây. Trong video này thì mình muốn giới thiệu cho mọi người như vậy thôi. Lý do vì sao mà mình lại chọn lọc những cái sản phẩm này để giới thiệu cho mọi người, bởi vì mình thấy rằng là về cái nhu cầu mà sử dụng tai nghe không dây á, hiện nay là nó gần như là ai ra đường cũng có hết rồi. Đấy. Nhưng mà thứ nhất này, quan trọng này là cái chiếc tai nghe đó nó có thực sự là nó hỗ trợ chúng ta một cách tối ưu nhất trong cái môi trường làm việc của mình, trong cái môi trường sống của mình hay không. Thì đây là những cái sản phẩm mà mình chọn lọc ra được. Thứ nhất là về cái thiết kế nó cho chúng ta được cái gì? Cho chúng ta được một cái sự thoải mái để sử dụng rất là lâu, một cái thời lượng pin để sử dụng được rất là lâu. Và quan trọng nữa là nó hỗ trợ trong cái công việc và trong cái việc giải trí của mình nữa, nó rất là tiện. Còn mức giá nữa mọi người, vô cùng phù hợp luôn. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video đến đây, nghe mình giới thiệu về những mẫu tai nghe cũng như là một cái mẫu loa di động đeo cổ vô cùng đặc biệt như thế này. Thì nếu như mà mọi người có thắc mắc gì thêm về những cái sản phẩm mà mình giới thiệu ngày hôm nay thì mọi người có thể truy cập vào cái phần mô tả video, mình sẽ để tất tần tật những cái link sản phẩm nằm ở bên trong đó. Một lần nữa mọi người hãy nhớ đăng ký cho Nghe Nhìn Audio để chúng ta có thể tiếp tục cập nhật thêm, cũng như là có thể nghe mình giới thiệu thêm những cái sản phẩm rất là hay ho này đến cho mọi người. Mình là Đinh Phúc, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.